2024. Xin chào. Kính thưa quý vị, với lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ hai năm 2024 được diễn ra từ ngày 31 tháng 5 2024 đến ngày hôm nay ngày 9 tháng 6 2024 với những chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao, giải trí, ẩm thực, mua sắm đặc sắc để đưa du khách trở về với những câu chuyện lịch sử của dòng sông Sài Gòn trong nhịp sống năng động hiện đại của một đô thị sông nước giàu bản sắc. Vậy thì thưa quý vị, lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ hai năm 2024 đã để lại trong mỗi chúng ta những cảm xúc khó quên với nhiều những hoạt động hết sức thú vị như chương trình nghệ thuật khai mạc chuyến tàu huyền thoại hay chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật không gian tái hiện chợ nổi miền Tây, tuần lễ trái cây trên bến dưới thuyền, lễ hội trái cây Nam Bộ hay giải vô địch bơi vượt sông mở rộng, giải vô địch ván chèo đứng và trình diễn các hoạt động thể thao trên sông để kết hợp với những trải nghiệm các hoạt động thể thao dưới nước, đồng thời dành cho tất cả quý vị khách quý thưởng thức ẩm thực sông nước và trải nghiệm các trò chơi dân gian hay check-in tại các tiểu cảnh đã gắn với chủ đề của lễ hội. Và nhiều hơn thế nữa, chúng tôi mong muốn có thể mang tới dành cho tất cả quý vị khách quý những sản phẩm du lịch đường thủy, các chương trình khuyến mãi mua sắm, các gói kích cầu du lịch hấp dẫn và các chương trình biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ lễ hội. Tất cả những hoạt động sôi nổi này đã góp phần định vị hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, một đô thị sông nước hướng biển trẻ trung, sôi động và mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa. Và để tiếp nối thành công của chủ hoạt động sôi nổi đầy màu sắc trong 10 ngày qua, đáp ứng mong đợi của người dân và du khách, ban tổ chức đã khẩn trương bổ sung chương trình bế mạc lễ hội hoạt động biểu diễn thiết bị bay không người lái đêm nay. Vậy thì thưa quý vị, với đêm nay với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh lung linh dòng sông hát, 1.100 thiết bị bay không người lái sẽ vẽ lên bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh những bức tranh đa sắc màu và đầy ý nghĩa để hòa cùng không khí sôi động của các hoạt động thể thao dưới nước và diễu hành tàu ngay trên sông Sài Gòn như là một lời chào tạm biệt và tri ân của lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ hai gửi đến quý người dân và du khách Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, đến tham dự chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý vị đại biểu và quý vị khách quý sau. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện. Quý vị đại biểu và quý vị khách quý, chúng ta sẽ cùng hướng về dòng sông Sài Gòn để chúng ta sẽ bắt đầu thưởng thức các hoạt động trình diễn mô tô nước sẽ kết hợp với ván phản lực, flyboard hay thuyền sailing với những kỹ thuật đặc sắc và độc đáo. Đến từ hơn 100 vận động viên chuyên nghiệp, họ sẽ trình diễn từ Bến Nhà Rồng đến cầu Ba Son. Đây chính là những địa danh gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Sài Gòn, chợ lớn gia đình Thành phố Hồ Chí Minh, những dấu mốc vàng son trong hành trình lịch sử dân tộc. Và giờ đây, phần trình diễn xin được phép bắt đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúng ta đang thấy ba vận động viên nước bán Nguyễn Huy Trường, Nguyễn Hoài Trường, Nguyễn Mạnh Dũng là một trong những vận động viên tiêu biểu của môn nước bắn của thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Và quý vị khán giả đang được bán ngàn với phần trình diễn Fly More. Là một môn thể thao bay trên nước cực kỳ thú vị, uốn lượn những làn nước và thả mình để thư giãn, giải tỏa mọi căng thẳng sau những ngày làm việc mệt mỏi. Flyboard hay flyboarding là một trong những bộ môn thể thao dưới nước đang được yêu thích thời gian gần đây. Để trải nghiệm bộ môn này thì du khách cần phải chuẩn bị các hoạt động cần thiết dành cho những chiếc ô tô nước. Dưới nước độc đáo thú vị, người chơi hòa mình với thiên nhiên sông nước trong cảm giác cực kỳ khác biệt. Dòng máu là hồng, 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nói dân là hồng, giống dòng tim nguyên vốn máu đời đất này. Và đứng điểm trên bầu trời của dung sông Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh đó là các vận động viên bộ môn du lượn. Song song các vận động viên bán phản lực, chúng ta còn thấy đó là sự kết hợp của sailing và windsurfing lướt ván diều là môn thể thao Olympic đến từ câu lạc bộ thể dục thể thao Thanh Đa. Trong những năm vừa qua thì bộ môn đua thuyền thành phố cũng đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, luôn dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương vô địch quốc gia, nhất toàn đoàn tại đội thể dục thể thao năm 2022 và mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam tại những đấu trường quốc tế, điển hình như các vận động viên Hồ Thị Lý, Nguyễn Thị Hiền, Hoàng Văn Đạt, Trần Dương Nghĩa với kết quả 3 huy chương vàng của đỉnh châu Á, 4 huy chương vàng SEA Games 31 và huy chương đồng ASEAN tại Trung Quốc năm 2023. Còn đã vẽ hình hai quê hương qua những khúc hát ru của mẹ. Còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe.
Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặt lửa khói dày xeo thắm. Người Việt Nam ra đâu mắt đen, thao thấm bất khuất như cánh sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát trời. Vòng tiếng ai hò vì nhớ con đò chào đón các vận động viên rất bán nhiều với những cánh nhiều mang hình ảnh và màu cờ của đất nước Việt Nam. Với tôi nào sao, với tôi nào sao khắp muôn vòng Việt Nam. Come with me, we travel around Việt Nam. Du lịch sông nước hấp dẫn khi du khách tham bên vào cảnh quan thiên nhiên với tốc độ của một số nước. Du khách sẽ có thể trải nghiệm các hoạt động du lịch trên không, hoạt động thể thao dưới nước ngay tại thành phố Hồ Chí Minh. Hãy liên hệ với liên đoàn thể thao dưới nước và liên đoàn du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Hãy tiếp tục những tiếng chào tay thật lớn để cổ vũ các vận động viên trên biển tại lễ hội sông nước tối nay với thông điệp kêu gọi người dân thành phố chung tay bảo vệ môi trường kinh doanh sông ngòi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thân yêu của chúng ta. Hãy nói không với rác thải. Hãy và hãy cùng nhau chúc mừng những thành tích nổi bật của các vận động viên cùng tham gia trình diễn trong lễ bế mạc lễ hội sông nước lần thứ hai năm 2024.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.